Chiều ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xuyên Việt Oi về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong đó, bị can Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, chủ tịch công ty xuyên Việt Oi, bị truy tố về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của bị can Lê Đức Thọ một ô tô Mercedes-Benz, 3 bộ gậy gốp hiệu Homer, 10 đồng hồ đeo tay các hãng cao cấp, 134 bản chính sổ tiết kiệm tại các ngân hàng, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, 97 miếng kim loại màu vàng, 440.000 USD, hơn 1,7 tỷ đồng, 9 điện thoại di động, 3 đồng hồ để bán của các hãng cao cấp cùng một số tài sản khác. Theo báo cáo, từ năm 2019 đến năm 2021, ông Thọ đã nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Xuyên Việt Oi, Mai Thị Hồng Hạnh. Cụ thể, trong quá trình xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Xuyên Việt Oi, ông Thọ hai lần nhận tổng 600.000 USD của nữ giám đốc. Ngoài ra, trong các dịp lễ Tết, sinh nhật với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, Hạnh cũng tặng cho ông Thọ 470.000 USD và một chiếc đồng hồ cao cấp trị giá hơn 1,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, với những món quà trên, cơ quan điều tra không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Thọ. Sau khi được điều động, phân công giữ chức bí thư Bến Tre vào ngày 3 tháng 7 năm 2021, ông Thọ nhiều lần đề nghị hạnh lập chi nhánh, công ty con của Xuyên Việt Oi tại Bến Tre. Điều này sẽ giúp ông Thọ nâng cao uy tín bản thân, bởi doanh nghiệp của hạnh sẽ nộp thuế làm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảm biển, du lịch tại tỉnh. Sau đó, Xuyên Việt Oi thành lập công ty Việt Oi Bến Tre tại phường 5 thành phố Bến Tre, Còn ông Thọ giúp hạnh trong việc vay vốn. Cáo trạng cáo buộc trước, trong và sau khi công ty Việt Oi được cấp tín dụng, ông Thọ đã 3 lần nhận tiền tài sản của Hạnh với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng. Lần thứ nhất, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ một bộ gậy góp giá trị 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ cao cấp trị giá 421.000 USD. Lần thứ hai vào tháng 3 năm 2022, tại nhà khách tỉnh ủy Bến Tre, Bà Trùm xăng dầu đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD lần thứ ba vào tháng 5 năm 2022, bị can hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền qua chúc mừng sinh nhật, qua cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ cao cấp. Số tiền đã nhận của bà Trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh gồm cả nhận hối lộ và quà tặng. Bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân nên nộp lại cho cơ quan công an. Số còn lại, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết. Cụ thể, đầu năm 2022, hành tặng ông Thọ một bộ gậy gốc trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ cao cấp trị giá 421.000 USD, tương đương hơn 9,8 tỷ đồng. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, Hạnh tiếp tục đưa ông Thọ 200.000 USD. Lần cuối cùng vào tháng 5 năm 2022, ông Thọ được Hạnh mua tặng một xế hộp Mercedes S450 Luxury trị giá 6,6 tỷ đồng, đã bao gồm các chi phí để lăn bánh. Ngoài ra, tương tự khoảng thời gian năm 2019 đến năm 2021, khi ông Thọ giữ chức vụ bí thư Bến Tre, Hạnh cũng nhiều lần gửi tiền qua chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức, cảm ơn cho ông Thọ. Theo cáo trạng, số tài sản này là 200.000 USD, 300 triệu đồng và 3 đồng hồ cao cấp tổng trị giá 355.000 USD. Đối với tiền và tài sản này, Bộ Công an cũng không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy vậy, với tiền và tài sản ông Thọ nhận của Hạnh, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án vì đây là số tiền do Hạnh phạm tội mà có. Cựu bí thư Bến Tre bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội hai lần trở lên theo điểm G, khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự. Ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, an ăn năn hối cải, được nhiều tổ chức, cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại xuyên Việt Oi, Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu BOG và nhiệm vụ thu hộ chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường và ngân sách nhà nước gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Từ năm 2018, Mai Thị ông Hạnh quen biết bị can Lê Đức Thọ do công ty xuyên Việt Oi có quan hệ tín dụng với ngân hàng Nương Thọ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Bị can Hạnh nhờ Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho xuyên Việt Oi và đưa hối lộ cho bị can này hai lần, tổng cộng 600.000 USD. Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cáo trạng xác định, năm 2021, Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre để nâng cao uy tín của bản thân. Bị can Thọ đề nghị Mai Thị Ông Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con xuyên Việt OI tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương. Với thỏa thuận trên, bị can hạnh thành lập công ty cổ phần Việt Oi tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, nơi thọ giữ chức vụ quản lý. Bí thư thọ vì thế nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bà chúng xăng dầu. Khi biết thông tin chi nhánh ngân hàng tại Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho công ty xuyên Việt Oi, Lê Đức Thọ yêu cầu lãnh đạo chi nhánh ngân hàng miễn khoản này, quá trình xin vay vốn. Ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho công ty Việt Oi với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50% tín chấp 50% nhưng không được phê duyệt. Lý do là vì công ty Xuyên Việt Oi, công ty mẹ của công ty Việt Oi đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Chi nhánh ngân hàng thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh, nhưng bị cân này yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên, thì Hạnh mới đồng ý vay vốn. Biết việc này, Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định. Lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty Việt Oi với tổng số tiền là 892 tỷ đồng. Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu có 2 triệu, xuyên Việt Oi nâng khống lên 219 tỷ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can vụ xuyên Việt Oi. Trong vụ án, Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty xuyên Việt Oi Mai Thị Hồng Hạnh bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ. Bị can Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc theo dõi tài khoản công ty xuyên Việt Oi, bị cáo buộc có vai trò giúp sức Mai Thị Hồng Hạnh thực hiện hành vi vi phạm quy định trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngày 22 tháng 8 năm 2016, công ty Xuyên Việt Oi được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thời hạn 5 năm, qua đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến tháng 11 năm 2021, công ty này được Bộ Công Thương cấp lại giấy phép thời hạn 5 năm. Cáo trạng chỉ ra, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được nhà nước giao thu hộ tiền quỹ bình ổn giá bog và quản lý sử dụng tiền quỹ bog tại công ty xuyên việt oi mai thị ông hạnh đã vi phạm các quy định pháp luật về trích lập quản lý và sử dụng quỹ bog cụ thể hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định về trích lập quỹ bog theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của bộ công thương bị can trao đổi chỉ đạo nguyễn thị như phương không trích lập quỹ bog đầy đủ không thực hiện kết chuyển tiền quỹ bog vào tài khoản công ty xuyên việt oi theo quy định Thay vào đó, Hạnh chỉ đạo chuyển tiền từ công ty Xuyên Việt Oi, trong đó có tiền quỹ BOG thu được từ người tiêu dùng, vào tài khoản cá nhân của Hạnh để Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân. Điều này làm quỹ BOG có số dư không đúng quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Đồng thời, Xuyên Việt Oi báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương không đúng số dư thực tế của quỹ BOG. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 6 năm 2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát của các cơ quan quản lý, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG theo định kỳ hàng tháng và gửi đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để báo cáo số dư quỹ BOG. Trong đó, báo cáo số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, số trích lập trong kỳ, số sử dụng trong kỳ, số dư cuối kỳ cùng với số tiền phải trích lập theo doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, số dư thực tế trong báo cáo không đúng với số dư phát sinh trong tài khoản quỹ BOG tại thời điểm lập báo cáo. Tháng 5 năm 2023, trên cơ sở chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương tiếp tục ký công văn gửi vụ thị trường trong nước. Bộ Công Thương báo cáo số dư quỹ BOG tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023 là 219 tỷ đồng, nhưng tổng số dư thực tế trong ba tài khoản của quỹ BOG chỉ có hơn 2 triệu đồng, trong đó có tài khoản chỉ có số dư 128 đồng. Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của công ty Xuyên Việt Oi và yêu cầu Mai Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền quỹ BOG tại doanh nghiệp và ngân sách nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, Mai Thị Hồng Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân như mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho các cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng bị can hạnh không còn khả năng hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước với tổng số quỹ BOG là 219 tỷ đồng gây thất thoát tài sản nhà nước.